chớ hững hờ, mà nỡ nỡ dở dĩa tình xa lạ. Dạ, xin ai đừng cớ sẻ sống tình và ra đôi trao ơi hồng đã như thiết còn đợi lần cô đơn đó này chưa nên ngược mùa để cho qua xuống chân ta kéo khổ thân chẳng xấu nàng mình trong suy nghĩ ta đây đã yêu nàng mãi mãi không chàng ta nên với nhau để làm cho như yêu thương ta đã sẵn sàng bắt đầu mà dạ, có gì thì ta chịu cho lại đây với ta nè, lại đây lại đây mà tiểu thơ nhà ngài á, có cái nơi nào chỉ đỏ chứ không đỏ đúng rồi, tôi chờ nhà không có bánh, không đợi bạn gì á, tức rồi vẫn còn đang kính cổng chờ người quân tử buôn đạn ngọc, buôn đạn ngọc, chưa có chồng, chưa có chồng, nhưng mà tôi ở đây cũng chưa có vợ nè, thiệt không? Thiệt, nó láo tính thì sao? Không thể đâu, quy định của nàng em này cũng đâu láo tính. Nè, bây giờ ý ông Hồng nghĩ sao? Bây giờ á, à, thấy tiểu được thơ rất là đẹp, ngắm nhan sắc rất là đẹp, là đẹp, dễ thương, khiến cho lòng khiến sao xuyến, làm sao xuyến? Dạ, tôi muốn thi đồ, dạ, con gái thi đồ cho tôi được không? Tôi chịu vậy đó, vô thẳng vấn đề luôn. Đi vòng vo vậy. Thôi nói thì nói vậy chứ nếu ông Hầu đã có lòng đối tượng thì lão đây cũng không hẹp lượng làm chi. Nhưng lão Kỳ với ông Hầu nội trong tam nhật phải đem sính lễ đến nơi đây thì lão đứng tác chủ hôn cho thuyền về với bố. Không được đâu. Bây giờ á, nếu mà ngài chịu rồi phải không? Tao không đi. Lão học chút. Phải làm lễ đàng hoàng chứ. Làm lễ đàng hoàng, 3 ngày nữa đến đây làm lễ, phải không? 3 ngày nữa mới đến đây làm lễ. Rồi, bằng lòng gả rồi trả lời sao? Tuy chưa dân sao lễ sao? Dạ, tuy chưa dân sắc lễ rồi, nhưng đã hiệp một nhà thờ đâu có lại nhạc giá. Nghĩa chắc tin. Nghĩa đến thần hồn lễ. Nếu thế, người ta chờ nãy giờ có nhiều đó đó. Nếu thế. Dạ chơi con thấy nào con hổng không sao con hổng không sao.
Ơ thưa đồ, lão xin phép lão vô nghe chưa. Dạ. Chứ không thôi ở đây nó có già thì coi cản hoài.